Hi everyone, xin chào mọi người. Mình tên là Bích Ngọc, nhưng mà các bạn cũng có thể gọi mình là Bích. Mình là một nhà entry và hiện giờ đang làm giám đốc về quản trị rủi ro ở một công ty bảo hiểm ở bên Canada. Mình xây dựng kênh với hy vọng chia sẻ kinh nghiệm về việc học hành, làm việc và sinh sống ở bên này. Mình sẽ có video mới hàng tuần, nên các bạn nhớ theo dõi kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Là một nhà actuary, mình thường được các bạn trẻ hỏi nghề này khác gì với nghề data science? Tại sao lúc mình chọn học toán ở trường đại học Waterloo, mình lại chọn major actuarial science mà không phải là data science? Thật ra thì lúc mình chọn ngành học cách đây hơn 10 năm thì trường vẫn chưa có dạy data science đâu. Vậy nên không cần phải chọn làm gì cả. Đối với actuary thì tụi mình cũng có thể so sánh là data scientist trước khi nghề này thành nghề hot ha. Theo ý kiến của bản thân mình thì tất cả các actuaries là data scientists, nhưng mà không phải tất cả các data scientists là actuaries. Tại vì actuary đi sâu về mảng phân tích rủi ro hơn và cần có các cái chứng nhận và kiểm định từ các hiệp hội của actuary. Còn các bạn thấy đúng hay không thì hãy xem video ngày hôm nay và tìm hiểu thêm về hai ngành nghề này nhé. Hôm nay mình rất hân hạnh có Hà ở Hà Viết Blog làm chung video này để chia sẻ thêm kinh nghiệm học tập và làm việc về data science. Hà ơi, em có thể chia sẻ một chút về bản thân cho mọi người biết được hay không? Cảm ơn chị Vi. Hello là mọi người, mình là Hà đến từ Hà Viết Blog. Mình đã tốt nghiệp ngành Master of Data Science ở University of British Columbia và hiện tại mình đang làm Senior Data Analyst ở một công ty công nghệ marketing có trụ sở ở Vancouver, Canada. Mình rất vui khi hôm nay được cùng tham gia cùng chị Vi để chia sẻ với mọi người thêm về ngành Data Science và Actuary. Mong là những chia sẻ của hai chị em sẽ rất là hữu ích và hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình chọn lựa ngành nghề ha. Đầu tiên, trước khi mà đi vào chi tiết đó, thì hai chị em mình muốn chia sẻ những cái định nghĩa về hai ngành nghề này cho mọi người ha. Thì Data Scientist nó được ví von là cái ngành, cái nghề mà nó sexy, nóng bỏng nhất của thế kỷ 21. Nhưng thực sự Data Science là cái gì mà nghe bảo nó hot là như vậy? Thì Data Science là tất cả những gì liên quan đến thu thập, lưu trữ và phân tích những cái dữ liệu để tìm ra những cái ý nghĩa và insight từ dữ liệu đó. Nhìn chung thì Data Science có 3 nhánh. Nhánh thứ nhất là việc lưu trữ này, xây dựng hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu. Nhánh thứ hai tập trung vào mảng phân tích để hỗ trợ những cái chiến lược và quyết định trong một tổ chức. Nhánh thứ ba tập trung hơn vào phần nghiên cứu cũng như là tạo dựng, xây dựng, phát triển những cái thuật toán để có thể hỗ trợ xây dựng sản phẩm cho công ty. Thì Data Science nó là một ngành khá mới. Nó mới bắt đầu nổi hơn lên và được quan tâm nhiều hơn vào tầm 10 năm đổ lại đây. Bởi vậy cho nên là không phải công ty nào cũng có cái phần ban này. Hơn nữa là nhiều khi cái tên gọi của cái những cái vị trí trong Data Science lại còn bị nhập nhằng tên gọi với nhau nữa. Giả sử như cái phân nhánh thứ nhất tập trung hơn vào cái việc xây dựng hệ thống lưu trữ và xử lý data thì đa số mọi người gọi đó là vị trí Data Engineer. Với phân nhánh thứ hai phân tích và hỗ trợ đưa ra các quyết định á, thì nhiều khi người ta gọi là Data Analyst, ở một số nơi khác gọi là Data Scientist, Product Analyst, Quantitative Researcher, vân vân mây mây. Và cái nhánh thứ ba liên quan đến phần nghiên cứu rồi xây dựng sản phẩm cho công ty, nhiều nơi họ gọi là Data Scientist luôn, nhiều nơi gọi là Data Science Researcher hoặc là Machine Learning Engineer. Ngoài việc nhập nhằng tên gọi á, thì nhiều khi các công ty thuê Data Scientist vào họ còn phải làm nhiều phân nhánh khác nhau nữa. Cho nên bởi vì những cái điều trên á, thì một bí kíp khi xin việc á, là thay vì chỉ nhìn vào cái tên gọi của công việc job title thì hãy đọc kỹ cái mô tả công việc job description và tận dụng cái quá trình phỏng vấn để có thể hiểu rõ hơn, rõ nhất về cái vị trí mà bạn đang phỏng vấn ứng tuyển để xem coi là thực sự thì bản thân bạn có thích cái vị trí đó không. Cảm ơn Hà đã giới thiệu về ngành Data Science. Giờ thì mình sẽ nói về ngành Actuary nhé. Actuary không có từ dịch chính xác ở Việt Nam. Một số trang web sẽ nói nghề này là nghề tính toán bảo hiểm. Và điều này thì cũng có thể đúng cho ngày xưa, lúc nghề mới bắt đầu từ cuối thế kỷ 18, khi các chuyên gia Actuary đầu tiên sử dụng các dữ liệu thống kê và xác suất để có thể tính toán và định giá bảo hiểm. Nhưng ngành nghề đã phát triển rất nhiều trong mấy chục năm qua và một nhà actuary hiện đại có thể làm việc cho nhiều công ty và lĩnh vực khác nhau, và mình sẽ nói thêm sau này.
Đối với mình, actuary là một nhà phù thủy toán học trong thế giới kinh doanh và tài chính. Tụi mình áp dụng toán học để phân tích dữ liệu, để giúp công ty và xã hội quản lý và rủi ro tài chính. Nếu so sánh với ngành data science, thì ngành actuary cũng khai thác và phân tích dữ liệu và dùng dữ liệu để giúp công ty phát triển. Nhưng mà actuary sẽ chủ yếu là nhánh thứ hai và thứ ba mà Hà vừa mới nói hơn, thay vì nhánh thứ nhất xây dựng hệ thống lưu trữ và xử lý data. Về actuary, công việc của tụi mình có thể xem là xoay quanh ba bước sau. Đó là đánh giá khả năng xảy ra các sự kiện trong tương lai và đo lường rủi ro bằng cách phân tích dữ liệu và các con số, tìm biện pháp để giảm khả năng xảy ra các sự kiện không mong muốn và triển khai các phương hướng để giảm ảnh hưởng của các sự kiện không mong muốn xảy ra bằng cách xây dựng sản phẩm hoặc tạo chiến lược phát triển cho công ty. Ok, biết được định nghĩa của các ngành rồi, vậy thì chúng được áp dụng như thế nào trong thực tế nhỉ? Thì đối với Data Science, hồi nãy mình có nói là nó có 3 phân nhánh, xây dựng hệ thống lưu trữ và xử lý data này. Những thứ hai là phân tích những để hỗ trợ các chiến lược và quyết định trong công ty, tổ chức. Nhánh thứ ba là tạo ra và phát triển những cái thuật toán để phát triển sản phẩm. Thì trong thực tế, việc đầu tiên chúng ta, mỗi công ty phải làm đó là họ phải có một cái hệ thống, xây dựng một hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu cho nó an toàn. Sau đó rồi thì data, mình mới có data để phân tích và chế tạo ra những cái thuật toán, đúng không? Data science thì nó có thể áp dụng vào vô vàn mọi ngành nghề, miễn sao là công ty tổ chức đấy họ có dữ liệu. Và một số những ví dụ thực tế trong mà data science có thể áp dụng được, thứ nhất là phân tích hành vi tương tác của khách hàng, dự đoán thu nhập dựa trên hành vi của khách hàng chẳng hạn. Ví dụ thứ hai là dự đoán khả năng chống virus của một vaccine. Ví dụ thứ ba là phân tích và dự đoán sự bất thường của dòng chảy của nước để có thể thông báo về lũ lụt. Vậy còn actuary thì sao nhỉ chị Vi? So với nghề data science thì ứng dụng của nghề actuary tập trung hơn về mạng quản trị rủi ro tài chính trong cuộc sống của con người và của các doanh nghiệp. Một số ví dụ là phân tích và đánh giá khả năng tử vong và xây dựng sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Ngược lại là khả năng sống thọ và có thể dẫn đến vấn đề tiêu hết tiền lương hưu, và vì vậy sẽ có sản phẩm niêm kiết để giúp về việc quản lý đó. Đánh giá gánh nặng tài chính khi cá nhân bị mất thu nhập hay tiêu hết tiền tiết kiệm vì tai nạn giao thông hay bị sa thải. Đánh giá tình hình tài chính của công ty và quỹ đầu tư để xem xét công ty có khả năng chi trả trong tương lai hay không. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Hà để nói về các giá trị công việc của ngành Data Science nhé. Về các giá trị của công việc Data Scientist thì thực sự mình thấy ngành nào cũng vậy thôi. Tùy vào công ty, tùy vào sản phẩm và dịch vụ của công ty thì có thể các giá trị công việc nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì mình muốn lưu ý hai điểm này đối với công việc của Data Scientist. Thứ nhất, nó là về việc giao tiếp. Nếu như bạn không phải là một người thích giao tiếp và bạn nghĩ Data Scientist là một công việc phù hợp với mình thì hơi bị lầm to rồi. Đặc biệt là với nhánh thứ hai, phân tích và hỗ trợ những cái quyết định và chiến lược của công ty, thì người Data Scientist họ là cái cầu nối giữa Data Science và Business, và họ có nhiệm vụ thiêng liêng tìm ra những cơ hội phân tích này, mở rộng tầm nhìn cho người đưa ra quyết định, cũng như là thảo luận và giải thích ý nghĩa của những cái insights mà bạn tìm được ở trong phân tích đấy cho những người sử dụng cái data của bạn để họ có thể đưa ra những quyết định tốt hơn. Cái điểm thứ hai mà mình muốn lưu ý ở đây đó là về việc thăng tiến. Thì việc thăng tiến ở trong Data Science nó có rất là nhiều nhánh, và có những nhánh nó không đồng nghĩa với việc bạn phải quản lý con người. Mình biết cái kỹ năng quản lý con người là một trong những kỹ năng phải nói là khó nhất, và nhiều khi mình thấy nó còn khó hơn cả việc học lập trình nữa. Cho nên nếu như đó không phải là điểm mạnh của bạn và bạn cũng không nghĩ là bạn sẽ đi theo con đường quản lý con người, thì ở trong nhiều công ty mình thấy là Data Scientist nó có nhiều nhánh khác nhau, nhiều bậc senior principal khác nhau. Và những người càng lên senior thì họ có thể là người tập trung xây dựng một cái nhánh sản phẩm của công ty, hay là đưa ra những cái chiến lược công nghệ để phát triển sản phẩm ấy. Còn actuary thì sao nhỉ chị Vi? Nó có nhiều điểm khác biệt so với data science không? Về mảng này thì ngành actuary tương tự như là data science vậy. Ngày này ngoài kiến thức chuyên môn thì khả năng giao tiếp là rất quan trọng. Tại vì nếu mà bạn không giải thích được cho mọi người hiểu về vấn đề và các biện pháp quản lý rủi ro bạn đưa ra thì coi như là thất bại rồi. Đặc biệt là giải thích liên quan tới toán học và các khái niệm trừu tượng về tài chính cũng có thể gọi là rất phức tạp.
nghề này cũng có thể thăng tiến dựa vào khả năng chuyên môn thôi, nhưng nếu muốn lên càng cao thì kỹ năng mềm rất là quan trọng. Khả năng tư duy, lý luận và sự sáng tạo để tìm ra được biện pháp giải quyết được vấn đề là rất cần thiết cho nghề. Bây giờ cả nhà đã nghe được qua định nghĩa của ngành, cách áp dụng và cách giá trị công việc rồi. Mọi người có tò mò về mức lương của mọi ngành không ha? Mọi người hãy nghe Hà nói về mức lương của ngành nghề Data Science trước nhé. Khi mới ra trường thì rất là tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau mà mức lương có thể dao động rất là khác nhau. Những cái yếu tố đó ví dụ như là kiểu cấp bậc mà bạn nộp ứng tuyển này, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng ngành và nơi xin việc. Đấy, thì khi mà nói đến nơi xin việc thì ý mình là cả về yếu tố địa lý lẫn những công ty mà bạn nộp. Thì mình biết là những công ty công nghệ lớn họ sẽ trả rất là cao, hoặc là những cái startup ở Silicon Valley họ cũng trả rất là cao chẳng hạn. Thì mình có thể nói sơ sơ qua ở cái thành phố Vancouver, Canada mà mình sinh sống. Đây là một trong những thành phố có mức sống cao nhất thế giới. Nhưng mà mức lương thì nó không update theo đó, mức lương cũng khá là ý ạ. Thì đấy, thì ở một cái vị trí junior đến intermediate, mức lương có thể dao động từ 60.000 đến 95.000 đô một năm. Nhưng mà đó là mức lương của nơi mình ở Vancouver. Mức lương ở nơi bạn ở có thể là nó khác nữa. Cho nên mình muốn giới thiệu một số trang mà bạn có thể tìm hiểu thêm về mức lương. Ví dụ như Glassdoor, Indeed, LinkedIn. Hoặc là bạn có thể hỏi han những bạn bè thân thích. Vậy thì bên Actuary nó có khác quá nhiều không chị? Đối với người làm về Actuary thì trước khi bạn trở thành một nhà Actuary được tiêu chuẩn Qualified Actuary, lương ban đầu đa phần sẽ tùy theo số chứng chỉ bạn có được và kinh nghiệm. Để thành một Qualified Actuary thì thường bạn phải đậu hết khoảng 10 đến 12 cái chứng chỉ. Theo trang DW Simpson thì lương khởi điểm là khoảng 50.000 đô, rồi đến lúc bạn có Associate thì khoảng trên 75.000, và lúc Qualified thì lương khoảng từ 100.000 trở lên. Mình sẽ để link để các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Các bạn thấy thế nào về hai ngành nghề này? Các bạn có thể để trong phần bình luận. Mình và Hà sẽ có phần 2 để nói về các kỹ năng và con đường dẫn đến nghề Data Science và Actuary, và sẽ đăng lên trên kênh của Hà. Các bạn nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ kênh của hai chị em mình bằng cách like và subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào trong video lần sau. Bye!